chạm đúng một trái tim. Bà Sinh đứng ra tòa lạc trú trong ngân hàng, ngân hàng lấy lại được căn nhà của mình. Mỹ Đình Hà Hê đuổi An Nhân ra khỏi nhà là những tình tiết mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Sau khi tập 27 kết thúc, khán giả vô cùng phấn khích trước màn đấu tranh của Mẹ Lan để đòi lại công bằng cho ngân hàng. Xong, họ cũng bày tỏ sự lo lắng trước sự do dự của bà Sinh, dù bà Sinh đã biết sự thật về cái thai trong bụng của ngân hàng. Nhưng rồi liệu bà sẽ lựa chọn ra sao, đứng về phía lẽ phải bảo vệ ngân hàng và cháu nội của mình, hay tiếp tục dung túng cho con trai? Cái kết nào sẽ dành cho cặp đôi gian phu dâm phụ Nghĩa và An Nhiên? Video ngày hôm nay của chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Bà Sinh không muốn nhìn thấy cảnh con trai mình bị kiện tụng, không muốn nhìn thấy cảnh Nghĩa và ngân hàng đấu đá nhau ở tòa. Vì thế bà đã có một quyết định vô cùng bất ngờ. Mẹ à, mẹ gọi con đến đây làm gì ạ? Căn nhà này đã bị phong tỏa rồi, mẹ đừng có lưu luyến nó nữa. Bà Sinh dưng dưng quay lại nhìn Nghĩa nói. Nghĩa à, con còn nhớ căn nhà này chính là món quà mà bố mẹ của ngân hàng đã mua cho con bé trước khi hai đứa cưới nhau không? Nghĩa nghe bà Sinh nói có chút xấu hổ. Con nhớ chứ, nhưng tại vì ông ta nợ con chỉ đòi lại những gì của con mà thôi. Bà Sinh tức giận nói. Cứ cho là ông ta nợ con thì con trả thù ông ta, con cướp ngân hàng, con khiến ông ta vào tù là đã đủ lắm rồi. Ngân hàng có tội gì mà con lại kéo nó vào ân oán này? Nó đâu có làm gì sai với con làm nó đau khổ chưa đủ hay sao mà còn cướp luôn căn nhà của nó? Nghĩa bối rối khi biết bà Sinh đã biết sự thật. Hắn quay mặt đi nói. Mẹ biết chuyện này rồi sao? Bà Sinh đứng trước mặt Nghĩa nói. Mẹ biết chứ, mẹ biết hết, nhưng mẹ không thể làm được gì cho nó. Nhưng bây giờ mẹ sẽ không tiếp tục im lặng nữa, mẹ sẽ bảo vệ ngân hàng, lấy lại công bằng cho nó. Nghĩa sụt sùi hét lên. Mẹ bị làm sao vậy? Sao lúc nào mẹ cũng ngân hàng thế? Cô ta thì có gì tốt đẹp? Cô ta đã phản bội con, cũng ngoại tình với người đàn ông khác đến mức có thai, mà sao mẹ vẫn manh được cô ta thế? Còn nhắc lại, cô ta giờ chỉ là người dưng với mẹ thôi, còn là An Nhiên và Gôn mới thật sự là gia đình của mẹ hiểu chưa? Bà Sinh bất ức nói. Không phải, cái Hà nó không phải người như thế. Nghĩa à, con suy nghĩ lại đi, suốt thời gian chung sống với nó là người như thế nào con không hiểu hay sao? Nghĩa đang bị An Nhiên thúc ép chịu kết hôn, nhưng Nghĩa đang khất lần. Nếu mẹ cầu xin con mà con không đồng ý, vậy thì mẹ sẽ thỏa thuận với con, nếu như con không chuộc lại căn nhà này cho cái Hà thì mẹ sẽ không đi đâu hết, mẹ sẽ ở lại Việt Nam sống chết cũng không mượn con quan tâm. Mẹ chất tự dằn nói. Đúng, nếu như con không làm được thì mẹ sẽ không đi đâu hết, mẹ sẽ ở lại đây một mình. Còn con lựa chọn như thế là quyết định của con. An Nhiên cùng việc tình cờ đi ngang qua ngôi nhà của Ngân Hà, nhìn thấy Ngân Hà và Mỹ Đình đang có mặt ở đây, cô ta sửng sốt nói. Tiên, cho em dừng ở đây đi, em có chuyện quan trọng muốn xác minh. Anh nên lắng mặt đi, có gì em sẽ gọi cho anh sau. An Nhiên bước xuống tiến lại trước mặt Ngân Hà. Sao luyến lưu luyến tiếc nuối không quan tâm nhưng đến nhìn ngắm lại căn nhà đã từng là của mình à? Sự xuất hiện của An Nhiên khiến Mỹ Đình vô cùng khó chịu. Còn Ngân Hà, trong mắt cô, An Nhiên chẳng còn bằng một hạt cát. Cô chẳng thèm bận tâm đến sự có mặt của An Nhiên, thì An Nhiên càng thêm lồng lộn. Cái thai trong bụng chị cũng chắc được phải 5-6 tháng rồi đấy nhỉ? Vậy mà tôi cũng chưa thấy một đám cái đám cưới nào. Anh chị cũng bị anh ta bỏ rơi vứt bỏ rồi, thật là tội nghiệp. Cách đây 15 năm trước, trong lần sinh nhật thứ 20 của chị xuất hiện như một công chúa khiến bao người ghen tị. Chị có biết lúc đó tôi đã tự nhủ rằng sau này nhất định tôi sẽ cướp hết tất cả những gì chị đang có, và cuối cùng tôi cũng làm được. Không, lại uất tức mà sinh bệnh đấy, bầu bay đến à? Hồi thối không chịu nổi luôn á, đúng là cái thứ xấu xa. An Nhiên biết Mỹ Đình chửi xéo mình liền cười khẩy. Tái, xem họ tôi bắt ai, người bị bắt là mặc đi, mày phải như thế nào anh ta mới không nói. Ngân Hà vừa nói vừa đẩy Mỹ Đình vào bên trong.